Hôm nay em nổ đơn được hai bé chó bundle về cho khách mới của em luôn nha. Một bé là về Kiên Giang, còn một bé thì về Sài Gòn cho anh Thi ạ. Mấy bé bên nhà em là cực kỳ đáng yêu luôn, khách em gặp là chốt ngay chốt liền luôn. Cho nên là hôm nay thì em có mặt tại bến xe để chuẩn bị gửi hai bé này về cho khách của em nha. Shop thú cưng giá rẻ của em có dịch vụ vận chuyển thú cưng, cho nên là các anh chị nào mà mình ở xa nè, mình muốn chốt các bé thì cứ yên tâm nha. Alo cho shop em ngay thôi thì shop em liên hệ và gửi các bé. Sáng em giao thì trưa thì anh chị có thể nhận được bé thôi nè. Khi mà giao đến tận nơi thì anh chị kiểm tra bé, đúng bé, chốt bé thì mới nhận ạ.